Hello, xin chào anh em đang xem clip của Hồng Anh Audio nhé. Em mới về con Camry Rover A75 Series 2, hàng rất đẹp anh em ạ. Đến đẹp hoàn hảo, từ hồi gỗ, nóc đến mặt, đặc biệt mặt rất đẹp, không tì vết gì cả. Anh em nhìn tổng thể này, những tính năng cơ bản thôi, volume thì gắn liền với lại nút công tắc bật nguồn luôn. Nút bật tắt để ấn vào nghe tiếng nó tươi sáng hơn. Còn nút này thì gần như là ở trên con Camry nào cũng có để chỉnh nghe trầm ấm hoặc là tươi sáng. Đây là bát chép với lại ba lăng thôi. Đây là các ngõ vào, có cả ngõ phono, mono led hay mono right này, tap monitor. Em đang nghe cổng này. Đây mở xoay cho anh em xem phía đằng sau nhá. Đây em quay phía đằng sau rồi. Đằng sau đây đánh được cả hai cầu A, cầu B và cầu AB nhé. Bài Made by Roger này, London, England. Rồi đang cắm điện là 220V. Đây là các đường cổng tín hiệu của nó thôi. Giờ lật cái đít lên cho anh em ngắm. Đấy anh em ngắm này. Hello anh em đã mổ con Amri Rover ra cho anh em ngó rồi. Đây phụ kiện của nó đây. Đít sau, ốp trên bên cái nguồn này, hai hồi rất đẹp anh em nhé. Con này tháo vã mồ hôi luôn. Anh em ngắm này, quá đẹp luôn anh em ạ, như nhà máy. Con A75 Series 2 này gần như là phang được rất nhiều loa nhé. Công suất 45W nhân 2. Đó, đánh được cả cầu A và cầu B và hai cầu AB một lúc. Đây, cụm nguồn đây. Cụm nguồn đây. Biến thế đảo pha nhé. Tiếng chất âm rất là ngọt ngào. Phang các loa LS3 gạch 5 hay là loa Revox, loa Dighton 66 vân vân đều có fan được hết. Nói chung các loa nào khó tính thì là gặp em nó thì thoại ra ngay nhá, đủ để cho anh em lên đỉnh. Con này chạy 4 con sò sắt Motorola MJ3001. Đó. Quay clip thì em chỉ cho anh em ngó nhìn qua như thế thôi. Còn nói chung là đẹp, tự tay em mở vít lần đầu nhé, tất cả những cái chỗ này nó đều còn những cái mối ấy em mở ra đâu. Đó. Thế nhá, còn clip test thì em sẽ ấy sau đây, ngay sau đây.